chào tất cả các em. Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Trần Công Hà, là giáo viên dạy hóa trường của chúng ta. Thì hôm nay thầy rất vinh dự được giới thiệu cho các em hai tiết đầu tiên của chương trình lớp 11. Thì lời đầu tiên thầy xin chúc cho toàn thể học sinh khối 11 trường trung học phổ thông Võ Xuyên 1 đạt kết quả cao nhất trong một năm học, mà năm học có đầy thử thách đúng không em, và chúc cho gia đình của các em vượt qua cái đại dịch Covid này. Đấy. Và để chuẩn bị cho cái buổi học của chúng ta đạt kết quả cao nhất thì các em chuẩn bị cho thầy vở ghi là một này, sách giáo khoa thì do là tiết 1 mà ta lại ôn lại chương trình lớp 10, do đó mà ta cần cả sách giáo khoa lớp 10. Đấy, bạn nào mà chưa lấy ra thì em vào lấy sách giáo khoa lớp 10 đi. Và nữa là tiết 2 là ta học cái chương trình lớp 11, em mà sách giáo khoa 11. Đấy, vừa ghi này, sách giáo khoa và vừa nhá. Được chưa các em? Thì tiết 1 thầy tiết 1 là tiết ôn tập đầu năm. Đấy. Thì thường về trong năm học thì bao giờ cái tiết đầu tiên cũng là tiết ôn tập các em ạ. Để nhớ lại những kiến thức chúng ta đã được học, đúng không? Và để ta có tâm thế tốt nhất để chúng ta vào chương trình mới. Thì nội dung ôn tập hôm nay thì các em cần nắm cho thầy những cái nội dung như sau. Thứ nhất là thầy sẽ ôn tập lại cho các em về nguyên tử. Đấy. Thứ nhất là thầy ôn lại cho các em về phần nguyên tử. Cái thứ hai là về phần bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Nội dung thứ hai thì ôn tập lại cho các em đó là bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Nội dung thứ ba của ôn tập đó là ôn tập về liên kết hóa học. Và cái nội dung thứ tư đó là phản ứng oxy hóa khử. Đấy. Như vậy trong cái tiết hôm nay thì thầy sẽ ôn tập lại cho chúng ta các nội dung mà chúng ta đã được học cái năm lớp 10, đó là nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học, phản ứng oxy hóa khử. Đấy. Và bây giờ ta sẽ lần lượt nghiên cứu lại kiến thức của các phần này nhé. Thứ nhất là một lớn là nguyên tử. Một nhỏ là thành phần cấu tạo của nguyên tử. Thì trước đây đấy các em ạ, thì người ta cho rằng nguyên tử là những hạt nhỏ nhất, không thể chia nhỏ được nữa. Nhưng mà khi đến khoảng vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, khi mà khoa học phát triển đấy, thì người ta thấy rằng nguyên tử chưa phải là phần tử nhỏ nhất, mà nó được cấu tạo bởi các phần tử nhỏ hơn. Đấy. Và các em nhớ lại cho thầy chưa là nguyên tử được cấu tạo bởi bao nhiêu phần không? Rồi. Trong đầu của từng bạn chắc là bắt đầu dần dần nhớ lại rồi đúng không? Đó, như vậy nhìn vào cái sơ đồ của thầy chắc là bạn nào cũng đoán được rồi đúng không? Thì nguyên tử được cấu tạo bởi hai phần. Đấy, anh em này. Đó là lớp vỏ và hạt nhân. Thì nhắc lại, đó là nguyên tử được cấu tạo bởi hai phần, đó là lớp vỏ và hạt nhân. Lớp vỏ thì được cấu tạo bởi các electron. Còn hạt nhân thì được cấu tạo bởi proton và neutron. Như vậy, nguyên tử được cấu tạo bởi hai phần và được cấu tạo bởi ba loại hạt, đó là electron ở bên ngoài tạo thành lớp vỏ,
proton và neutron ở bên trong tạo thành hạt nhân. Đấy. Và các em nhớ lại cho thầy khối lượng và diện tích của từng loại hạt này. Các em nhớ lại cho thầy xem khối lượng và diện tích của từng loại hạt này. Thì khối lượng của mỗi proton thì bằng 1 U, hay còn gọi là 1 đơn vị carbon đấy. Lát nữa thầy sẽ nói lại cái phần này. Còn diện tích của proton là bằng 1 cộng, hay còn gọi là bằng 1 đơn vị diện tích dương. Còn neutron thì neutron có khối lượng gần bằng khối lượng của proton và bằng 1 U. Còn diện tích của proton thì điện tích của neutron thì neutron nó không mang điện, tức là điện tích bằng không. Như vậy thầy nói lại này, hạt nhân được cấu tạo bởi hai loại hạt này, proton và neutron. Trong đó proton thì mang điện tích dương, cụ thể là bằng 1 cộng. Còn neutron thì không mang điện. Như vậy toàn bộ hạt nhân nó sẽ mang điện tích dương và do cái anh proton quy định. Đúng chưa các em? Đấy. Còn ở lớp vỏ nguyên tử đấy thì khối lượng của mỗi electron bằng 0,00055 U. Như vậy bây giờ ta thử so sánh khối lượng của mỗi electron so với khối lượng của proton và neutron thì ta thấy nó nhỏ hơn rất nhiều, đúng không các em? Đây, 0,00055 tức là bằng 5,5 nhân với lại 10 trừ 4 U. Đấy, nó nhỏ hơn rất nhiều so với khối lượng của proton và neutron. Đây là khối lượng của electron nha. Còn điện tích của electron thì điện tích của mỗi electron bằng 1 trừ, hay còn gọi là bằng 1 đơn vị điện tích âm. Bằng 1 đơn vị điện tích âm. Như vậy lớp vỏ thì do điện tích ở lớp vỏ do điện tích của các electron quy định. Các electron thì nó mang điện tích âm, đúng chưa các em? Đấy. Do đó mà các electron mang điện tích âm. Mà điện tích của mỗi electron bằng 1 trừ, còn điện tích của mỗi proton bằng 1 cộng. Mà nguyên tử thì là luôn luôn trung hòa về điện, tức là tổng điện tích âm ở lớp vỏ nguyên tử và điện tích dương ở hạt nhân phải bằng nhau. Do đó mà trong mọi nguyên tử thì số electron và số proton luôn luôn bằng nhau, đúng không em? Đấy. Thầy nói lại nha, nguyên tử được cấu tạo bởi hai phần, đó là lớp vỏ và hạt nhân. Thì lớp vỏ được cấu tạo bởi các electron, còn hạt nhân thì được cấu tạo bởi proton và neutron. Còn về khối lượng thì khối lượng của mỗi proton bằng khối lượng của mỗi neutron và bằng 1 U. Và cái khối lượng này thì lớn hơn rất nhiều so với khối lượng của mỗi electron. Đấy. Còn về điện tích thì điện tích của proton, mỗi proton mang một đơn vị điện tích dương hay bằng 1 cộng. Còn mỗi neutron thì không mang điện, electron thì mang một đơn vị điện tích âm. Đấy. Và nguyên tử luôn trung hòa về điện, do đó mà tổng số proton trong một nguyên tử thì luôn luôn phải bằng tổng số electron. Đấy chứ em. Đấy, vậy ta bắt đầu nhớ ra rồi đúng không? Còn về khối lượng của nguyên tử, dựa vào cấu tạo của nguyên tử thì ta sẽ suy ra được khối lượng của nguyên tử, đúng không các em? Thì nó sẽ bằng khối lượng của các thành phần tạo nên nó thôi. Nhưng mà do là khối lượng của các electron đấy thì nó nhỏ hơn rất nhiều so với khối lượng của proton và neutron, do đó mà khi tính khối lượng nguyên tử đấy, người ta thường bỏ qua khối lượng của các electron. Do
Do đó mà người ta xem như khối lượng của nguyên tử thì chính bằng khối lượng của hạt nhân. Bằng khối lượng của hạt nhân. Đấy, tức là bằng khối lượng của proton và neutron đấy. Mà khối lượng của proton thì bằng sắp xỉ bằng khối lượng của neutron và bằng 1 U. Do đó mà cách tính đơn giản và nhanh nhất thì chính bằng số proton cộng số neutron thôi. Đúng chưa em? Và biểu thị của khối lượng nguyên tử thì bằng đơn vị khối lượng nguyên tử, hiệu là U, hay trước đây ta gọi là DVC. Đấy. Thì nói lại này, đơn vị của khối lượng nguyên tử hiệu là U hay là DVC. Và cách tính nhanh nhất đó là chính là bằng số proton cộng với số neutron, số hạt đấy, trong hạt nhân. Bởi vì là mỗi proton có khối lượng xấp xỉ bằng khối lượng của mỗi neutron và bằng 1 U. Được chưa em? Đấy là về khối lượng của nguyên tử. Cái thứ ba, cái phần nguyên tử, trong phần nguyên tử các em cần nắm cho thầy đó là về khái niệm về đồng vị và nguyên tử khối trung bình. Đồng vị và nguyên tử khối trung bình. Thì lấy ví dụ như là hydro thì nó có ba dạng. Đó là H11 hay còn gọi là proti. Và dạng thứ hai là H12 hay còn gọi là deuteri. Và dạng thứ ba là H13 hay còn gọi là chi ti. Đấy. Thì trong cái H11 đấy thì hạt nhân của nó có một proton. Có một proton. Lớp vỏ có một electron. Đây. Và là trường hợp duy nhất hạt nhân không có neutron. Và anh này chiếm tới 99,984% về số nguyên tử hydro trong tự nhiên. Chiếm tới 99,984%. Còn cái anh H12 này này thì hạt nhân của nó cũng có một proton và một neutron. Cái này nó có thêm một neutron nha. Lớp vỏ nó cũng có một electron. Đây. Còn cái anh H13 thì hạt nhân có một proton và hai neutron, còn lớp vỏ nó cũng có một electron. Đấy. Như vậy ta thấy rằng ba cái anh này này chúng đều có số proton, số e bằng nhau, đúng không em? Và nó khác nhau về số neutron, khác nhau về số neutron. Và hiện tượng như thế này thì người ta gọi là đồng vị. Đồng vị. Như vậy là ta nhớ lại khái niệm về đồng vị là gì chưa? Như vậy các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học này là những nguyên tử mà có cùng gì đây các em nhỉ? Có cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron. Cái này không có neutron, đây một, đây hai, được chưa? Khác nhau về số neutron, do đó mà dẫn đến là số khối A là khác nhau. Đó là hiện tượng đồng vị. Thì nói lại này, đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là những nguyên tử mà có cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron, dẫn đến là số khối A khác nhau. Đấy. Cái thứ hai cần nắm cho thầy trong cái phần đồng vị này đó là nguyên tử khối trung bình. Thì trong tự nhiên đấy các em ạ, thì đa số các nguyên tố thì được tạo bởi nhiều đồng vị khác nhau. Do đó mà người ta phải tính cái nguyên tử khối trung bình. Chính vì vậy mà các em xem trong bảng tuần hoàn đấy, thì ta thấy là nguyên tử khối trung bình thường là các số lẻ, bởi vì nó được lấy từ phần trăm, tính từ đồng phần trăm của các đồng vị này. Thì nguyên tử khối trung bình được tính như sau. Ví dụ như là một nguyên tử được cấu tạo, được tạo bởi hai đồng vị XY, thì nó được tính theo công thức A lớn trung bình thì bằng A nhỏ nhân X
cộng với b nhỏ nhất y chia cho 100. Trong đó này, x y là nguyên tử khối của đồng vị x và đồng vị y. Được chưa? Nguyên tử khối chính là số khối đấy các bạn. Còn a nhỏ b nhỏ chính là phần trăm số nguyên tử của đồng vị x và đồng vị y. Đấy. A nhỏ b nhỏ là phần trăm của đồng vị x và đồng vị y. Thì nhắc lại nha, cái công thức tính nguyên tử khối trung bình thì a lớn trung bình này sẽ bằng a nhỏ nhân x cộng b nhỏ nhân y chia cho 100. Trong đó x y là nguyên tử khối của đồng vị x và đồng vị y. Còn a nhỏ b nhỏ là phần trăm số nguyên tử của đồng vị x và đồng vị y. Rồi, cái này chắc là các em nhớ rồi, đúng không? Chính vì thế mà nguyên tử khối trung bình của các số đấy, ta xem trong bảng tuần hoàn thì thường là các số lẻ. Và khi mà ta làm toán thì người ta cho bao giờ người ta cũng làm tròn lên thôi. Tuy nhiên là sau dấu phẩy mà lớn hơn 5 thì người ta làm tròn lên. Còn nhỏ hơn 5 thì thường người ta bỏ qua. Còn cái anh cờ lo thì ta gặp là 35,5. Phần tiếp theo trong nguyên tử cần nhớ lại cho thầy, đó là về cấu hình electron đông nguyên tử. Cấu hình nguyên tử thì để nắm được cấu hình electron đông nguyên tử đấy thì ở lớp vỏ nguyên tử các electron đông nó được chia thành từng lớp, thành từng lớp, và các lớp người ta ký hiệu là K, L, M, N, vân vân, O, P, Q chẳng hạn. Đấy là tên các lớp. Còn thứ từ các lớp được đánh số là lần lượt là N bằng 1 từ trong hạt nhân cho đến từ trong ra ngoài đấy các em nha. Lớp thứ nhất hay còn gọi là lớp K là lớp gần hạt nhân nhất. Sau đó đến lớp L tương ứng với N là bằng 2, tức là người ta gọi là lớp thứ hai đấy. Và lớp N thì N bằng nhỏ bằng 4. Đấy. Trong mỗi lớp đấy thì các electron đông lại được chia thành các phân lớp, thành các phân lớp, và các phân lớp thì được ký hiệu bởi các chữ cái thường S, P, D và F. Và các em đã nhớ lại số phân lớp ở mỗi lớp chưa? Số phân lớp ở mỗi lớp tính bằng số thứ tự của lớp đó, tính bằng N nhỏ đây các em này. Đây. Tuy nhiên là lớp thứ nhất, lớp K đấy, N bằng 1 thì có một phân lớp và người ta ký hiệu là 1S. Lớp L tức là N bằng 2 thì có hai phân lớp là 2S và 2P. Đến lớp N, N nhỏ bằng 4 thì có 4 phân lớp, 4S, 4P, 4D và 4F. Đúng rồi. Còn số electron đông tối đa mỗi lớp đấy được tính bằng 2 nhân với N bình phương. N là N nhỏ đấy các em này. Tuy nhiên là lớp K thì chứa tối đa là 2E bởi vì N bằng 1. Lớp N có tối đa 8E, tính như công thức này này. Hoặc phần lớp S thì tối đa 2E, phần lớp P là tối đa là 6E, tổng là 8. Tương tự lớp M tối đa 18E, lớp N tối đa 32E. Đây là tên ký hiệu của các lớp và các phân lớp, số phân lớp của mỗi lớp. Thì để viết được cấu hình electron đông nguyên tử đấy thì ta cần thực hiện theo các bước như sau. Bước thứ nhất là phải xác định được số electron đông của nguyên tử, đúng không? Ta xem nguyên tử đây có bao nhiêu e, ví dụ như hydro thì có 1 e, canxi thì có 20 e chẳng hạn, nhôm thì có 13 e chẳng hạn, clo có 17 e chẳng hạn, vân vân. Đây là bước thứ nhất, phải xác định xem là nó có bao nhiêu electron đông trong nguyên tử của nó. Bước thứ hai là điền lần lượt các electron đông vào các phân lớp theo thứ tự mức năng lượng. Đấy. Như vậy chỗ này ta lại phải nhớ lại cái thứ tự mức năng lượng. Lát nữa thầy sẽ nhắc lại. Bây giờ trong đầu các em nhớ lại dần đi. Và bước thứ ba
là phải sắp xếp lại các phần lớp đấy theo từng lớp, theo nguyên tắc từ trong ra ngoài, sắp xếp lại theo thứ tự các lớp và phần lớp theo nguyên tắc từ trong ra ngoài, tức là sắp xếp trên những cơ sở phân bố theo mức năng lượng này các em này. Được chưa? Thì nhắc lại này, để viết được cấu hình electron nguyên tử đấy thì bước đầu tiên là ta phải xác định số e đấy. Xác định số electron là bước thứ nhất. Bước thứ hai là điền lần lượt các electron vào các phân lớp theo thứ tự mức năng lượng tăng dần. Bước thứ ba là sắp xếp theo thứ tự các lớp và phân lớp theo nguyên tắc từ trong ra ngoài. Đây, cái thứ tự mức năng lượng của các phân lớp này các em này. Mức năng lượng thấp nhất là 1s. Đây, theo cái chiều mũi tên chéo đây các em nhá. 1s này. Rồi đến 2s. Rồi đến 2p. Rồi đến 3s. Rồi đến 3p. Rồi đến 4s. Rồi đến 3d. Nhớ là 4s xong nó lại đến 3d nhá. Rồi đến 4p. Rồi 5s vân vân. 4d, 5p, 6s vân vân. Đấy, tức là ban đầu khi điền electron và các phân lớp phải tuân thủ theo thứ tự mức năng lượng này. Ví dụ như là đầy lớp S là 2 electron này, đầy lớp 1S, sau đó đến lớp phần lớp 2S, 2E, đầy 2S, sau đó lại đến 2P, vân vân. Như vậy ta thấy rằng để bắt đầu từ cái anh 3P, 4S rồi lại đến 3D này, người ta gọi là có sự chèn mức năng lượng đấy. Ví dụ như là mặc dù cái phân lớp D của lớp thứ 3 này này, nhưng mà nó lại có mức năng lượng cao hơn cái anh 4S, nhưng đó lại được sao. Và sau đó cái bước thứ ba này ta phải sắp xếp lại. Và thường là các nguyên tố mà nguyên tử của nó có hơn từ 21E trở lên thì bắt đầu mới có điền đến cái phân lớp D. Còn là nguyên tử của các nguyên tố mà có Z nhỏ nó bằng 20 thì cái bước 2 với bước 3 nó trùng nhau, ta không phải sắp xếp lại. Được chưa kem? Đấy là thầy giới thiệu cái phần nguyên tử. Sau đây ta sang phần 2 lớn, đó là bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Thì trong cái bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học này đấy các em ạ, thì các em theo dõi cái sơ đồ cây đấy cho thầy. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Thứ nhất là nắm lại cho thầy cái nhớ lại cho thầy cái nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn này. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Ta thấy là nguyên tố đầu tiên là hydro này, H vào 1. Đến nguyên tố thứ hai là heli. Xin lỗi. Hydro có Z bằng 1, rồi đến heli có Z bằng 2, rồi đến liti Z bằng 3, vân vân. Đến nguyên tố thứ tư là beri Z bằng 4 luôn, rồi đến bo, carbon, nitơ, oxy, chloro, neon, vân vân. Như vậy nguyên tắc sắp xếp này, nguyên tắc thứ nhất là các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. Đấy. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân này. Hydro có Z bằng 1 thì xếp số 1. Tự đến heli Z bằng 2 xếp thứ 2. Nguyên tố thứ ba là liti Z bằng 3, vân vân. Đây là nguyên tắc thứ nhất nha. Nguyên tắc thứ nhất là các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. Nguyên tắc thứ hai là các nguyên tử mà nguyên tố của nó đấy, các nguyên tố mà nguyên tử của nó đấy có cùng số lớp electron thì được xếp cùng một hàng. Ví dụ như hàng thứ nhất này này gồm hai nguyên tố là hydro và heli, bởi vì nó đều có một lớp e. Hàng thứ hai lại gồm có các nguyên tố là liti, beri cho đến neon này này. Thì nó nguyên tử của các nguyên tố này đều có hai lớp e. Như vậy cái nguyên tắc thứ hai là các nguyên tố mà nguyên tử của nó có cùng số lớp electron thì được xếp vào một hàng. Đây là hàng em nhé. Nguyên tắc thứ ba là các nguyên tố mà nguyên tử của nó có cùng số e hóa trị thì được xếp cùng một cột. Đây, cột đây. Ví dụ như là hydro, liti, natri, kali, ruby, cesi, francy là cột thứ nhất.
thì nó đều có cái lớp ngoài cùng là dạng là NS1 đấy các em này. Cái này như là Liti là 2S1, Natri là 3S1, và cái này người ta gọi là E hóa trị. Và đến cái anh đây, cái cột thứ hai cuối cùng trở lại đây chẳng hạn, thì ta xem là clo này, clo và bromiốt thì nó đều có E hóa trị dạng là NS2, NP5. Đấy người ta gọi là E hóa trị. Thầy nói lại này, nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn là trên cơ sở đó là 3 nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. Nguyên tắc thứ hai là những nguyên tố mà nguyên tử của nó đấy có cùng số lớp electron thì được xếp vào cùng một hàng. Và nguyên tắc thứ ba là những nguyên tố mà nguyên tử của nó có cùng số E hóa trị thì được xếp vào cùng một cột. Đấy là 3 nguyên tắc để Mendeleev, tức là người phát minh ra cái bảng tuần hoàn này và được công nhận người sớm nhất đấy. Phát minh ra cái bảng tuần hoàn này dựa trên 3 nguyên tắc này. Đấy là về nguyên tắc sắp xếp nha. Cái thứ hai là về cấu tạo. Cấu tạo của bảng tuần hoàn thì ta thấy rằng là cái đơn vị cấu tạo nhỏ nhất lên bảng tuần hoàn là mỗi một ô này các em này. Và cái này người ta gọi là ô nguyên tố. Ô nguyên tố. Ví dụ như là cái ô thứ 13 này. Đây. Trong ô nguyên tố thì nhớ cho thầy là cái số thứ tự này các em này chính bằng số E và bằng số P và bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số lượng nguyên tử. Đấy. Ví dụ như là hydro bằng 1 thì là nó có nguyên tử của nó có 1 E ở lớp vỏ, có 1 proton ở hạt nhân. Rồi chẳng hạn như là cái anh clo 17 chẳng hạn thì là số E của nguyên tử clo là bằng 17. Nguyên tử clo có 17 E, hạt nhân có 17 proton. Đấy. Số tự chính bằng số E, cái thứ nhất. Cái thứ hai là số thứ tự của chu kỳ chính bằng số lớp E. Ví dụ như là đây chu kỳ là cái tên nhỏ đây các em này. Bảng tuần hoàn có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chu kỳ. Thì số thứ tự của chu kỳ chính bằng số lớp E. Ví dụ chu kỳ 1, các nguyên tử thuộc chu kỳ 1 thì nó đều có 1 lớp E. Các nguyên tử thuộc chu kỳ 2 thì có 2 lớp E. Thì nên tìm là 2S1. À, 1S2, 2S1. Từ đến anh đề ông là 1S2, 2S2, 2P6. Đấy. Rồi các nguyên tố mà nguyên tử của nó ở chu kỳ 7 thì đều có 7 lớp E. Thấy chưa? Như vậy số thứ tự của chu kỳ bằng số lớp E. Cái thứ hai là số thứ tự của nhóm bằng số E hóa trị. Nhóm này các em này thì ta thường là nghiên cứu các nguyên tố nhóm A. Còn nhóm B là các kim loại, người ta gọi là kim loại chuyển tiếp. Thì chẳng hạn như là nhóm 1A này các em này thì nó đều có 1 E hóa trị. Nhóm 2A này gồm beri, magie, canxi, sodiumti, bari và radi thì đều có 2 E hóa trị. Vân vân. Nhóm 7A có 7 E hóa trị. Đấy. Thì nói lại này, số thứ tự bằng tổng số electron. Số thứ tự của nguyên tố trong mỗi ô đấy. Còn số thứ tự của chu kỳ thì bằng số lớp E. Chu kỳ số thứ tự của nhóm chính bằng số E hóa trị. Nhóm thì có thể gồm nhóm A và nhóm B, thấy chưa? Là cái thứ hai. Cái thứ ba là về đại lượng biến đổi. Thì nhớ lại cho thầy các đại lượng biến đổi như là bán kính này, độ âm điện này, tính kim loại, tính phi kim này, tính axit bazơ của các oxit và hydroxit này và hóa trị trong oxit cao nhất và trong hợp chất khí với hydro. Đây là bán kính nguyên tử có một số nguyên tố và đơn vị được biểu diễn bằng đơn vị là nanomet. Ví dụ ta xem trong một nhóm nha, ví dụ nhóm 1A thì Li-ti này
bán kính của nó là 0.123, natri 0.157, đến kali là 0.203, rubidi là 0.216. như vậy là bán kính tăng dần, xây dựng tăng của đơn vị hạt nhân trong một nhóm. Còn trong một chu kỳ thì là bán kính giảm dần, ví dụ natri là 0.157 nhưng đến calo là còn có 0.99. Đây, và thầy đã thống kê lại thành cái bảng này. Thì trong chu kỳ nha, theo chiều từ trái qua phải, tức là chiều tăng dần của điện tích hạt nhân đấy, thì bán kính giảm dần. Còn trong một nhóm tăng, bán kính tăng dần từ trên xuống dưới, tức là cũng chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. Còn tính kim loại, tính trong một chu kỳ giảm dần. Còn tính kim loại từ trên xuống trong một nhóm A thì tăng dần. Tính 3 giờ của các oxit và hydroxit giảm dần trong một chu kỳ. Còn trong một nhóm thì tăng dần, tương tự đọm điện. Chu kỳ tăng, trong nhóm giảm. Tính phi kim trong chu kỳ tăng, trong nhóm giảm. Tính axit cũng thế. Được chưa? Đấy là sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố. Trong một chu kỳ thì thầy nói lại này, theo chiều tăng của đơn vị hạt nhân thì là tính kim bán kính nguyên tử giảm dần. Còn trong một nhóm thì là bán kính tăng dần. Còn trong một chu kỳ bán kính giảm dần, bởi vì là các nguyên tố trong cùng một chu kỳ thì có cùng số lớp e, đúng không em? Trong khi đó là dần tích hạt nhân tăng thì dần đến bán kính giảm thôi. Còn trong nhóm thì ngược lại. Được chưa? Cái tính chất giải thích tương tự các em nha. Về ý nghĩa của bảng tuần hoàn, thì dựa vào bảng tuần hoàn đấy, ta sẽ suy ra được xem là nó là kim loại hay phi kim này. Như là cho nguyên tử lưu huỳnh chẳng hạn, có Z bằng 16, thì ta phê được nó là thuộc ô thứ 16 này, chu kỳ 3 nhóm 6A. Cái này ta viết cấu hình nhiệt ra, và ta xác định xem nó là kim loại hay phi kim này. Rồi hóa trị trong oxit cao nhất này, hóa trị trong oxit cao nhất này, trong hợp chất oxit cao nhất, hóa trị trong hợp chất khí với hydro, công thức hợp chất khí với hydro, công thức oxit hydroxit cao nhất và oxit và hydroxit của nó có tính axit hay bazơ. Đấy thì ta suy ra được hết các em ạ. Đây. Đây. Dựa vào cấu hình của nó thì ta suy ra được lưu huỳnh là một phi kim, bởi vì nó có 6 electron lớn ngoài cùng. Cái thứ hai nữa là hóa trị cao nhất trong oxit là 6, thì công thức của oxit cao nhất sẽ là SO3. Hóa trị trong hợp chất khí với hydro sẽ là 2, thì công thức hợp chất khí với hydro là H2S. Công thức hydroxit cao nhất đó là H2S4. Và cái anh SO3 này này, oxit cao nhất và hydroxit của nó này là có tính axit, thì thế này là một axit mạnh. Đấy. Cái nội dung thứ ba cần nhớ lại cho thầy, cái phần liên kết hóa học. Thì liên kết hóa học thì nhớ cho thầy hai loại liên kết. Đó là liên kết ion và liên kết cộng hóa trị. Đấy. Trong liên kết cộng hóa trị thì người ta lại chia thành hai loại, đó là liên kết cộng hóa trị không cực và liên kết cộng hóa trị có cực. Thì nói lại nha, liên kết hóa học thì có hai loại, đó là liên kết ion và liên kết cộng hóa trị. Trong liên kết cộng hóa trị thì lại được chia thành hai loại, đó là cộng hóa trị không cực và cộng hóa trị có cực. Được chưa?
Để ta khái niệm này hay là định nghĩa này. Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi cái lực hút tĩnh điện. Lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu nhau. Còn liên kết cộng hóa trị là liên kết được tạo nên giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp e dùng chung. Được chưa? Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu nhau. Âm với dương thì nó hút nhau thôi, đây là tạo nên liên kết ion. Còn liên kết cộng hóa trị là liên kết được tạo nên giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron dùng chung. Được chưa? Nhớ lại khái niệm và định nghĩa của nó nha. Về cái bản chất liên kết thì liên kết ion có sự cho và nhận electron giữa các nguyên tử để tạo nên các ion trái dấu. Cho và nhận này để tạo nên các ion trái dấu để chúng hút nhau. Còn liên kết cộng hóa trị không cực đấy thì đôi electron dùng chung nó không lệch về phía nguyên tử nào, hoặc là nó cái độ lệch của nó không đáng kể. Còn liên kết cộng hóa trị có cực thì đôi electron dùng chung bị lệch về phía nguyên tử nào mà có độ âm điện lớn hơn. Được chưa? Đấy là về bản chất liên kết. Còn về hiệu độ âm điện thì hiệu độ âm điện, nếu mà hiệu độ âm điện mà lớn hơn hoặc bằng 1,7 thì đấy là liên kết ion. Còn hiệu độ âm điện từ 0 đến nhỏ hơn 0,4 thì là liên kết cộng hóa trị không cực. Còn hiệu độ âm điện từ 0,4 cho đến 1,7 là liên kết cộng hóa trị có cực, hay còn gọi là cộng hóa trị phân cực. Được chưa? Thì nhắc lại này, chúng ta có thể dựa vào hiệu độ âm điện để suy ra được loại liên kết. Đó là nếu mà hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử của hai nguyên tố đấy mà lớn hơn hoặc bằng 1,7 thì là liên kết ion. Còn nếu hiệu độ âm điện trong khoảng từ 0 cho đến 1,4 thì là liên kết cộng hóa trị không cực. Còn hiệu độ âm điện từ 0,4 đến 1,7 là liên kết cộng hóa trị có cực. Được chưa em? Đây, em làm cái bài tập vận dụng, ví dụ người ta cho các phân tử CH4 NH3 CaS nước BaF2 clo vân vân, thì người ta cho độ âm điện các nguyên tố đây. Thì chẳng hạn như trong CH4 này các em này, thì ta chỉ cần lấy độ âm điện của cái nguyên của các anh carbon và hydro, xem anh nào có độ âm điện lớn hơn. Carbon lớn hơn đúng không? Thì ta lấy độ âm điện của carbon, thì độ âm điện của hydro là 2,55. Đây, ví dụ như là CH4 trong cái liên kết giữa mỗi carbon và hydro nha, thì hiệu độ âm điện là của carbon là 2,55 trừ đi của hydro là 2,2 bằng 2,25. Như vậy là nó lớn hơn 0 và nhỏ hơn 0,4. Do đó mà liên kết giữa carbon và hydro trong phân tử này cho nên là cộng hóa trị không cực. Các phân tử khác tương tự. Được chưa? Cái phần thứ tư cần nhớ lại cho thầy, đó là cái phản ứng oxy hóa khử. Thì cái phần phản ứng oxy hóa khử đây các em ạ, thì các em cần nắm lại cho thầy xem là phản ứng oxy hóa khử là gì này, rồi chất oxy hóa hay còn gọi là chất bị khử là gì này, chất khử là gì này, quá trình oxy hóa là gì này, quá trình khử là gì. Thì cái thứ nhất, phản ứng oxy hóa khử là phản ứng trong đó mà nguyên tử hay ion này nhường electron cho nguyên tử hay ion kia. Được chưa? Tức là nói tóm lại là phản ứng mà trong đó có sự cho và nhận electron đấy. Còn nếu mà căn cứ vào số oxy hóa thì cách đơn giản nhất để nhận biết một phản ứng oxy hóa khử đó là phản ứng có sự thay đổi số oxy hóa, bởi vì khi nó đã nhường nhận electron thì chắc chắn là số oxy hóa sẽ thay đổi. Đấy chứ em, là khái niệm của phản ứng oxy hóa khử. Cái thứ hai là chất oxy hóa hay còn gọi là chất bị khử. Thì chất oxy hóa là chất nhận electron,
là chất nhận e hay là chất có số oxy hóa giảm sau phản ứng? Là chất có số oxy hóa giảm sau phản ứng. Còn chất khử hay còn gọi là chất bị oxy hóa, đấy các em nhé, chất oxy hóa hay còn gọi là chất bị khử này, còn chất khử hay còn gọi là chất bị oxy hóa thì nó ngược lại, nó là chất nhường e hay là chất có số oxy hóa tăng sau phản ứng, đấy chưa các em. Còn quá trình hay còn gọi là sự oxy hóa đấy là cái quá trình nhường electron. Còn quá trình hay còn gọi là sự khử là quá trình nhận e. Thứ nhất này, phản ứng oxy hóa khử là phản ứng trong đó nguyên tử hay ion này nhường e cho nguyên tử hay ion kia. Hay ta căn cứ vào số oxy hóa thì là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxy hóa. Còn chất oxy hóa hay còn gọi là chất bị khử là chất nhận electron hay là chất có số oxy hóa giảm sau phản ứng. Ta cứ dựa vào số oxy hóa cho nó dễ. Còn chất khử hay còn gọi là chất bị oxy hóa thì là chất nhường e hay chất có số oxy hóa tăng, thì ta hay nói là khử cho o nhận đấy. Tức là chất khử là chất nhường e hay chất cho e, còn chất oxy hóa là chất nhận e. Đấy, như vậy cho dễ nhớ, người ta nói là khử cho o nhận. Còn cái quá trình thì nó ngược với lại chất. Quá trình này thì là sự kia, quá trình này thì là chất kia. Ví dụ như là quá trình oxy hóa thì là quá trình nhường e, còn chất oxy hóa lại là chất nhận e. Đó, nó ngược lại với chất. Quá trình khử là quá trình nhận electron. Đấy chưa em? Chỗ này thầy nói nhanh một chút, đó là về cái xác định số oxy hóa thì dựa trên các nguyên tắc như sau. Bốn nguyên tắc. Thứ nhất là số oxy hóa của nguyên tố trong các đơn chất luôn luôn bằng không. Nguyên tắc thứ hai là trong một phân tử thì tổng số oxy hóa của các nguyên tố luôn luôn bằng không. Nguyên tắc thứ ba là số oxy hóa của các ion đơn nguyên tử, tức là ion chỉ do một nguyên tử tạo nên đấy, thì chính bằng điện tích của ion đó. Còn trong ion đa nguyên tử thì tổng số oxy hóa của các nguyên tố bằng điện tích ion đó. Nguyên tắc thứ tư là trong hầu hết các hợp chất, số oxy hóa của hydro luôn luôn bằng cộng 1, của oxy bằng trừ 2. Đấy, như vậy dựa vào các nguyên tắc này thì ta xác định số oxy hóa của các nguyên tố thôi. Cái này là phải nhắc lại chút, được chưa? Về các bước cân bằng một phản ứng oxy hóa khử, thì để cân bằng một phản ứng oxy hóa khử đấy thì ta cũng phải tiến hành theo bốn bước. Bốn bước. Bước thứ nhất là xác định số oxy hóa của các nguyên tố. Và khi mà ta làm quen thì ta chỉ cần viết số oxy hóa của những nguyên tố nào có sự thay đổi thôi. Nguyên tố nào có sự thay đổi thôi. Đây là bước thứ nhất. Bước thứ hai là viết các quá trình làm thay đổi số oxy hóa, tức là quá trình cho và nhận e đấy. Bước thứ ba là xác định hệ số cân bằng sao cho số e cho bằng số e nhận, tức là ta nhân cả hai phía của quá trình oxy hóa và quá trình khử đấy, những hệ số nguyên tối giản sao cho số e nhường bằng số e nhận. Và bước thứ ba là ta đưa cái hệ số vào phương trình. Đấy là bốn bước. Ví dụ như là các em cân bằng các phương trình này. Cân bằng các phương trình này bằng phương pháp thăng bằng electron. Phương pháp thăng bằng e. Bằng phương pháp thăng bằng electron. Đấy nha, thì thầy lấy ví dụ cho thầy cân bằng luôn những cái phương trình khó nhất là phương trình cuối cùng chẳng hạn. Đây, K-N4 thì mangan đây có số xóa là cộng 7 này,
clo trừ 1 này, mangan về cộng 2 này, clo lên 0 này. Đó là bước thứ nhất này. Bước thứ hai nhá, mangan từ cộng 7 thì nó cộng với 2E, à, chứ nói cộng 5E, 5E nhá, về mangan cộng 2. Còn clo trừ 1, 2 clo đi, tạo thành clo không thì nó nhường đi, nhường đi 2E. Như vậy ta phải nhân cái hệ số nguyên tối giản để số E nhường bằng số E nhận, đó là đây ta nhân với 2 này, đây ta nhân với 5, được chưa em? Sau ta điền hệ số vào phương trình thì là 2 đây, 2 mangan cộng 7 đây, 2 mangan cộng 2 đây, 5 clo không nhá, 5 đây. Đấy. 2 kali bên đây thì 2 đây. Sau ta kiểm tra cả lo này, 2 chứ 4 là 6, 5 x 2 là 10, là 16 đây đúng không? 16 HCl, hydro là 16 thì đây là 8 nước. Đấy, quy trình đã cân bằng. Được chưa các em? Đấy, kiểu như vậy thôi. Còn lại các em làm nốt các bài còn lại nhé. Ok chưa? Bài tập về nhà là các em cân bằng nốt ba cái phương trình còn lại. Đến tiết thứ hai, bài 1 thì giới thiệu luôn cho các em về cái bài đó là sự điện ly. Tiết 2 nhưng bài đầu tiên của chương 1. Chương 1 cũng là sự điện ly luôn, trong sách giáo khoa hóa học 11 của ta đấy. Là sự điện ly. Sự điện ly. Thứ nhất là chúng ta nghiên cứu về hiện tượng điện ly. Một lớn là hiện tượng điện ly. Một nhỏ là các em theo dõi cái thí nghiệm sau cho thầy. Một lớn là hiện tượng điện ly này, một nhỏ là thí nghiệm. Và các em theo dõi các thí nghiệm sau cho thầy nhé. Thí nghiệm về hiện tượng điện ly. Chuẩn bị 5 cốc chứa các hóa chất: dung dịch axit clohydric, dung dịch natri clorua, dung dịch natri hydroxit, nước cất và natri clorua tinh thể. Dùng dụng cụ thử tính dẫn điện của hóa chất trong mỗi cốc. Nhận xét hiện tượng quan sát được và rút ra kết luận. Dung dịch NaCl. Đấy. Dung dịch NaCl, axit clohydric. Được chưa các em? Như vậy ta có nhận xét đó là NaCl natri clorua rắn đấy và nước cất thì nó làm cho đèn không sáng, nó không làm đèn sáng. Còn dung dịch axit clohydric, dung dịch natri hydroxit và dung dịch natri clorua thì làm đèn sáng. Đúng không? Khi đó người ta nói các chất như là NaCl rắn hay là natri clorua rắn đấy, nước cất thì không dẫn điện. Đúng không? Bởi vì đèn không sáng. Còn các dung dịch axit clohydric, dung dịch natri hydroxit và dung dịch natri clorua
thì dẫn được điện. Đấy, là kinh nghiệm. Cái thứ hai nhỏ là nguyên nhân dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ và dung dịch muối trong nước. Nguyên nhân dẫn điện của các dung dịch axit, dung dịch bazơ và dung dịch muối trong nước. Bây giờ ta xem tại sao các dung dịch này nó dẫn được điện. Nó dẫn được điện thì nó mới làm cho ống đèn sáng thôi, đúng không? Còn nước cất rồi NaCl rắn thì nó không dẫn điện. Thì do là trong dung dịch của chúng thì có chứa các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do, và các tiểu phân này được gọi là các ion. Các ion. Thì nói lại này, trong dung dịch chẳng hạn như là cái thí nghiệm này đấy, dung dịch axit calo hydric này, dung dịch bazơ như là dung dịch natri hydroxit và dung dịch muối như là dung dịch natri clorua. Trong cái thí nghiệm các em đã xem đấy, thì trong dung dịch, trong các dung dịch này này thì chúng có chứa các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do, và các tiểu phân mang điện tích này được gọi là các ion, do đó mà chúng dẫn được điện. Đấy, do là trong dung dịch chúng có chứa các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do được gọi là các ion. Đấy là nguyên nhân dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ và muối. Đây, tại sao lại nó lại có các tiểu phân hay là các ion trong dung dịch? Ví dụ như là khi mà ta hòa tan tinh thể NaCl vào nước, natri clorua trong nước, thì bình thường có các ion natri cộng và clo trừ ở đây, nó luân phiên, nó liên kết với nhau như thế này. Đây là một mặt cắt của nó thôi, chứ còn bình thường của nó là nó dạng lập phương đấy. Thì một ion này nó luôn luôn liên kết với 6 ion trái dấu khác. Ví dụ natri cộng này được 6 ion trái dấu là đây 4 clo trừ này, thế là một ion clo trừ vào trong, một cái ra ngoài đã liên kết. Từ đó nó vẫn bền vững. Khi hòa tan vào nước nha, đây là thầy xem cho các phân tử nước đây. Thì sự tương tác giữa các phân tử nước thì nó kéo các ion này ra. Ví dụ phía đầu dương của phân tử nước này này thì nó kéo cái anh clo trừ ra. Phía đầu âm của phân tử nước thì kéo cái ion natri cộng ra, làm cho các ion này nó chuyển động tự do trong dung dịch nên nó dẫn điện thôi. Thấy chưa kia? Đấy. Như vậy kết luận này, sự điện ly là cái quá trình phân ly của các chất trong nước ra ion. Đấy. Ví dụ như là NaCl, cái quá trình mà phân ly của NaCl ra Na cộng và Cl trừ đấy thì người ta gọi là sự điện ly. Do đó mà người ta định nghĩa sự điện ly đó là cái quá trình phân ly của các chất trong nước ra ion. Còn chất điện ly, chất điện ly là những chất mà tan trong nước phân ly ra các ion. Chất điện ly là những chất mà khi tan trong nước phân ly ra ion. Thì nói lại này, sự điện ly là cái quá trình phân ly các chất trong nước ra ion, gọi là sự điện ly. Còn chất điện ly là những chất mà khi tan trong nước phân ly ra ion. Đấy. Như vậy axit, bazơ, muối là những chất điện ly. Bởi vì những chất này khi tan trong nước thì nó phân ly ra ion, thì là nó tạo thành những dịch dẫn điện này. Đúng không em? Như vậy chất điện ly thì các em cứ nhớ thầy nó thuộc ba loại hợp chất. Đó là axit. Axit đây có thể là axit vô cơ, axit hữu cơ, bazơ và muối. Muối ở đây cũng có thể là muối vô cơ hoặc muối hữu cơ. Đấy.
Và cái sự điện ly được biểu diễn bằng phương trình điện ly. Sự điện ly thì biểu diễn bằng phương trình điện ly. Phương trình điện ly dạng tổng quát đó là từ chất điện ly này này, nó phân ly thành ion dương và ion âm. Đây chữ này là chất điện ly nha. Phân ly thành ion dương và ion âm. Thì lấy ví dụ HCl thì trong dung dịch thì nó phân ly thành H cộng và Cl trừ. NaOH thì nó phân ly thành Na cộng và OH trừ. NaCl thì nó phân ly thành Na cộng và Cl trừ. Đấy. Thì nói lại này, sự điện ly thì được biểu diễn bằng phương trình điện ly. Tức là nó tạo thành các ion đấy. Ví dụ như là HCl phân ly thành H cộng và Cl trừ. NaOH thì được phân ly thành Na cộng và OH trừ. Còn NaCl thì phân ly thành Na cộng và Cl trừ. Đấy. Đấy người ta gọi là phương trình điện ly. Hai lớn là phân loại các chất điện ly. Em tiếp tục theo dõi cái thí nghiệm cho thầy. Hai lớn là phân loại chất điện ly. Một nhỏ là em tiến hành theo dõi thí nghiệm sao cho thầy. Em ghi bài đi rồi theo dõi thí nghiệm nha. Nhớ là theo dõi thí nghiệm sau nhận xét kết quả thí nghiệm thầy nha. Thí nghiệm như sau này. Thí nghiệm về độ điện ly. Chuẩn bị hai cốc, một cốc chứa dung dịch axit clohydric 0,1 m và cốc kia chứa dung dịch axit acetic 0,1 m. Dùng dụng cụ thử độ dẫn điện của từng dung dịch axit. Quan sát độ sáng của bóng đèn. Em chú ý quan sát độ sáng của bóng đèn nha. Còn thấy cái độ sáng. Hãy giải thích. Đây, độ sáng của hai bóng đèn này. Đây là dung dịch axit acetic này. Đây là dung dịch axit clohydric. Các em đưa ra nhận xét đi. Như vậy là từ cái thí nghiệm đấy, ta thấy được rằng là dung dịch axit acetic thì đèn sáng mờ, còn cái dung dịch axit clohydric đấy thì đèn sáng hơn. Mặc dù là hai cái dung dịch này đều lấy có cùng nồng độ. Nhưng tại sao cái dung dịch axit acetic lại làm cho bóng đèn cũng sáng nhưng mà nó sáng mờ, còn cái axit clohydric thì đèn sáng hơn? Từ cái thí nghiệm này ta suy ra là trong dung dịch axit acetic ấy thì cái khả năng dẫn điện của dung dịch axit acetic là kém hơn khả năng dẫn điện của axit clohydric. Đúng không các em? Tức là ta suy ra trong dung dịch axit acetic đấy, các tiểu phân mang điện hay còn gọi là các ion đấy, các ion tự do ít hơn trong dung dịch axit clohydric. Nên mà các trong dung dịch axit clohydric thì là các tiểu phân mang điện nhiều hơn thì là khả năng dẫn điện của nó tốt hơn thôi, thì nó làm cho bóng đèn sáng hơn thôi. Được chưa các em? Và khi đó người ta nói thì là axit acetic là chất điện ly yếu, còn axit clohydric là chất điện ly mạnh. Đây là chất điện ly mạnh. Như vậy là chất điện ly được chia thành hai loại, đó là chất điện ly mạnh và chất điện ly yếu. Thì chất điện ly mạnh này, chất điện ly mạnh
là những chất mà khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân ly ra ion. Đấy. Thì nói lại này, chất điện ly mạnh là những chất mà khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân ly ra ion. Tức là hòa tan bao nhiêu phân tử thì nó phân ly bấy nhiêu phân tử ra ion. Ví dụ như là hòa tan 1 triệu phân tử natri clorua vào nước chẳng hạn, thì cả 1 triệu phân tử này đều phân ly ra ion Na cộng và Cl trừ. Thì người ta gọi đó là chất điện ly mạnh. Chất điện ly mạnh là những chất mà tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân ly ra ion. Khi hòa tan trong nước đấy, thì hòa tan bao nhiêu phân tử thì bấy nhiêu phân tử phân ly ra ion. Thì chú ý cho thầy đó là trong phương trình điện ly của chất điện ly mạnh đấy, thì người ta dùng một mũi tên chỉ chiều của quá trình điện ly. Tức là người ta dùng cái mũi tên một chiều đấy. Ví dụ như là HNO3 thì phân ly thành H cộng và NO3 trừ. H2SO4 phân ly thành 2H cộng cộng SO4 2 trừ. KOH phân ly thành K cộng cộng OH trừ. Tương tự BaOH 2 lần phân ly thành Ba2 cộng và 2OH trừ. AgNO3 phân ly thành Ag cộng và NO3 trừ. MgCl2 phân ly thành Mg2 cộng và 2Cl trừ. Đấy. Chất điện ly mạnh thì người ta dùng một mũi tên một chiều biểu thị cái quá trình phân ly của nó. Đây là chất điện ly mạnh. B nhỏ là chất điện ly yếu. Thì chất điện ly yếu thì nó ngược lại với chất điện ly mạnh thôi. Đúng không? Thì chất điện ly yếu là những chất mà khi tan trong nước chỉ có một phần số phân tử hòa tan phân ly ra ion. Đấy. Phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch. Ví dụ như là khi hòa tan các phần tử axit acetic chẳng hạn, CH3COH ấy vào nước thì nó không tan hết, không phân ly hết như cái anh axit clohydric, mà chẳng hạn như hòa tan 100 phân tử axit acetic thì chỉ có 2 phân tử phân ly ra ion thôi chẳng hạn, còn lại 98 phân tử nó vẫn tồn tại trong dung dịch. Nó vẫn tồn tại dạng phân tử trong dung dịch, nó không phân ly ra ion. Để chưa kia. Thì nói lại nha. Chất điện ly yếu là những chất mà khi tan trong nước chỉ có một phần số phân tử hòa tan phân ly ra ion. Phân ly ra ion. Phần còn lại nó vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch. Đấy, đây là chất điện ly yếu. Thì trong số các chất điện ly ta trừ cái chất điện ly mạnh ra, còn lại chất điện ly yếu thôi, đúng không? Thì chất điện ly yếu thì hay gặp mà các axit yếu. Các axit yếu ví dụ như là tất cả các axit hữu cơ này. Rồi các axit vô cơ như là axit fluorhydric, HF, rồi H2S vân vân. Rồi các bazơ ít tan như là MgOH 2 lần, MLH 3 lần, vân vân. Đó là các chất điện ly yếu. Được chưa các em? Và chú ý là giữa cái phương trình phân ly của chất điện ly yếu đấy, thì người ta dùng hai mũi tên ngược chiều nhau. Ví dụ như là CH3COH thì nó phân ly thành H cộng và CH3CO trừ. Cái này dùng hai mũi tên ngược chiều nhau nhé. MgOH 2 lần, 2Mg cộng 2OH trừ. Thực ra cái chỗ này nó phân ly thành MgOH cộng cộng với lại OH trừ. Còn thực ra cái đất này thì nó khó, rất ít. Đây.
Nếu mà chất điện ly mạnh đấy thì người ta chỉ dùng một mũi tên. Đúng thì cái quá trình điện ly của nó, quá trình phân ly của nó. Nhưng mà chất điện ly yếu thì người ta dùng hai mũi tên ngược chiều nhau. Hai mũi tên ngược chiều nhau. Như vậy phương trình điện ly của chất điện ly mạnh và chất điện ly yếu là khác nhau. Thì nói lại, chất điện ly mạnh thì dùng một mũi tên từ chất điện ly sang các ion. Còn chất điện ly yếu thì người ta dùng hai mũi tên ngược chiều nhau. Đấy. Và chú ý cho thầy, cái sự điện ly của chất điện ly yếu đấy, nó là một quá trình thuận nghịch. Bởi vì là nó không hoàn toàn, đúng không? Và nó tuân thủ theo cái quá trình thuận nghịch đấy, theo cái nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le Chatelier. Đúng không? Le Chatelier. Thì nói lại này, chú ý của thầy, đó là sự điện ly của chất điện ly yếu, đó là cái quá trình thuận nghịch. Là quá trình thuận nghịch. Bây giờ các em vận dụng giải thích tại sao dung dịch axit clohydric, dung dịch natri hydroxit, dung dịch natri clorua, lại là những chất dẫn được điện. Vận dụng lại giải thích luôn cho thầy nha. Tại sao các dung dịch axit clohydric, dung dịch natri hydroxit, dung dịch natri clorua lại dẫn được điện? Cái thứ hai, tại sao natri clorua là chất điện ly mạnh còn axit acetic lại là chất điện ly yếu? Tại sao natri clorua là chất điện ly mạnh còn axit acetic là chất điện ly yếu? Đây là câu thứ nhất. Câu thứ hai là viết phương trình điện ly của các chất sau. NaOH, HF, HClO, K2SO4, FeCl3, AgNO3, Na2S và NaHSO3. Đấy. Câu thứ hai thì đọc lại này. Viết phương trình điện ly của các chất sau: NaOH, HF, HClO, K2S, FeCl3, AgNO3, Na2S và NaHSO3. Thì em suy nghĩ đi. Để ta vận dụng, ta củng cố luôn nha. Thì ta trả lời câu hỏi thứ nhất. Ý A, các dung dịch axit clohydric, dung dịch natri hydroxit, dung dịch natri clorua dẫn được điện bởi vì trong các dung dịch này nó phần có chứa các ion tự do. Còn các ion này do các chất này phân ly ra. Ví dụ như là dung dịch HCl thì nó phân ly thành các ion H cộng và Cl trừ, chuyển động tự do trong dung dịch nên nó dẫn được điện. Còn dung dịch NaOH, trong dịch thì NaOH nó phân ly thành Na cộng và OH trừ,
đúng không? Dung dịch NaCl thì nó phân ly thành Na cộng cộng Cl trừ. Đấy. Thầy nói lại này, trong các dung dịch này nó có chứa các ion tự do chuyển động nên mà nó dẫn được điện. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, tại sao natri clorua là chất điện ly mạnh còn acid acetic là chất điện ly yếu? Thì cái này ta phải dựa vào cái khái niệm về chất điện ly mạnh, chất điện ly yếu. Thì do là khi hòa tan natri clorua vào nước thì hòa tan bao nhiêu phân tử natri clorua vào nước thì có bấy nhiêu phân tử phân ly ra ion. Nếu khi hòa tan 1.000 phân tử natri clorua vào nước thì cả 1.000 phân tử natri clorua phân ly thành ion Na cộng và Cl trừ. Thì khi đó người ta nói natri clorua là chất điện ly mạnh. Còn acid acetic, công thức là CH3COOH là chất điện ly yếu, bởi vì là nó phân ly không hoàn toàn ra ion. Tức là khi hòa tan các phân tử CH3COOH vào nước thì chỉ có một số ít phân tử phân ly ra ion. Phân ly ra ion. Còn lại đa số các phân tử axit acetic CH3COOH ấy nó vẫn tồn tại, nhưng mà nó vẫn nằm trong dung dịch, nằm nguyên dạng phân tử trong dung dịch mà nó phân không phân ly ra ion. Tức là cái CH3COOH đấy nó phân ly không hoàn toàn. Phân ly không hoàn toàn. Nên mà nó là chất điện ly yếu. Được chưa các em? Đây là câu thứ nhất. Câu số 2. Viết phương trình điện ly của các chất sau. Thì các em chú ý cho thầy. Như vậy chỗ này ta phải nhớ được cái phương trình điện ly của chất điện ly mạnh và chất điện ly yếu nó khác nhau như thế nào. Nó khác nhau như thế nào? Thì chất điện ly mạnh thì phương trình giữa hai vế của chất điện ly và các ion đấy là một mũi tên một chiều từ chất điện ly sang các ion. Thầy nói lại này, phương trình điện ly của chất điện ly mạnh đấy thì giữa hai vế, tức là giữa chất điện ly và các ion, thì người ta dùng mũi tên một chiều từ chất điện ly sang ion. Còn chất điện ly yếu thì người ta dùng hai mũi tên ngược chiều nhau, hai mũi tên ngược chiều nhau từ chất điện ly sang các ion. Như vậy khó nhất ở cái câu 2 đấy các em này, và cũng là khó nhất của cái bài này, đó là ta phải phân biệt được chất nào là chất điện ly mạnh, chất nào là chất điện ly yếu để ta viết cho nó đúng. Để ta viết cho nó đúng. Thì các em nhớ cho thầy này. Thì các chất điện ly mạnh thì thường là nó bao gồm các axit mạnh là một. Các axit mạnh. Rồi các bazơ tan. Các bazơ tan và các muối tan. Đấy. Còn chất điện ly yếu thì hay gặp đó là các axit yếu. Các axit yếu có thể là tất cả các axit hữu cơ. Rồi các axit vô cơ hay gặp như là HF rồi H2S vân vân. Đây là các axit yếu đấy, chất điện ly yếu thì bao gồm các axit yếu này. Rồi các bazơ ít tan, các bạn rơi ít tan như là MgOH 2 lần, FeOH 3 lần, CuOH 2 lần chẳng hạn. Đấy. Như vậy trong số các chất này này, ở câu 2 nhá, 8 chất ở câu 2 thì thầy hướng dẫn cho các em viết này, NaOH là chất điện ly mạnh, K2SO4 là chất điện ly mạnh,
FeCl3 là chất điện ly mạnh. AgNO3 là chất điện ly mạnh. Na2S là chất điện ly mạnh. Còn lại NaHSO3 cũng là chất điện ly mạnh. Còn lại có HF và HCl là axit yếu. Đó. Như vậy khi ta phân biệt được như vậy thì ta viết một cách đơn giản. Đúng không em? Ví dụ như là NaOH thì dùng một mũi tên tạo thành Na cộng cộng OH trừ. K2SO4 thì là mũi tên một chiều tạo thành 2K cộng cộng SO4 2 trừ. Cái chất khác tương tự. Còn cái HF thì phải dùng hai mũi tên ngược chiều nhau tạo thành H cộng cộng F trừ. H cộng cộng F trừ. Còn HClO thì tạo thành, cũng dùng hai mũi tên ngược chiều nhau, tạo thành H cộng cộng với ClO trừ. Đây, phải biết rõ là có là nhiều bạn chưa tính tận ra đây này. Đây nha. Ví dụ cái HF chẳng hạn. HF thì nó tạo thành H cộng cộng F trừ. Đấy, mũi tên hai mũi tên ngược chiều nhau các em nhá. Kênh HClO tương tự. HClO thành H cộng cộng ClO trừ. Được chưa? Đây là hai chất điện ly yếu. Đặc biệt chú ý cho thầy cái chất cuối cùng nha. Cái NaHSO3. NaHSO3 thì nó phân ly thành Na cộng cộng HSO3 trừ. Là cái nấc thứ nhất là phân ly hoàn toàn. Nhưng mà cái nấc thứ hai, cái HSO3 trừ đấy, thì nó lại phân ly không hoàn toàn thành H cộng và SO3 2 trừ. Đấy, chứ nếu mà ta viết luôn thành hoàn toàn thành H, thành Na cộng H cộng SO3 2 trừ là không chính xác. Là không chính xác. Đấy. Còn các chất khác tương tự thôi. Như vậy chỗ này có chú ý cho thầy là HF, HClO là chất điện ly yếu. Còn cái anh các chất còn lại là chất điện ly mạnh. Nhưng mà riêng cái NaHSO3 đấy, tên của nó là natri hiđro sunfit. Natri hiđro sunfit thì cái nấc thứ nhất là nó phân ly hoàn toàn thành Na cộng cộng HSO3 trừ. Sau đó cái HSO3 trừ nó lại là chất điện ly yếu, nó lại phân ly không hoàn toàn thành H cộng và SO3 2 trừ. H cộng và SO3 2 trừ. Chứ không thì ta không để ý, ta viết luôn thành Na cộng cộng với lại HSO3 trừ là chưa đủ. Hoặc là ta có bạn lại viết luôn thành Na cộng H cộng cộng SO3 2 trừ lại cũng không đúng. Được chưa các em? Còn cái FeCl3 chất điện ly mạnh thì cái này thì dễ rồi đúng không? Fe3 cộng này cộng với 3Cl trừ nha. 3Cl trừ. Thì nhiều bạn lại thấy FeCl3 này lại viết thành thành Fe3 cộng cộng với lại Cl3 trừ, cái này là không đúng đâu các em này. Đó, mấy cái chú ý đấy. Là không đúng đâu nha. Cái này không đúng. Được chưa em? Tóm lại là cái phần này các em phải nắm được cho thầy chất điện ly là gì. Đấy. Và là những chất nào thì thuộc chất điện ly. Thì cứ nhớ cho thầy
đó là chất Li thì nó thuộc ba loại hợp chất, đó là muối, axit và bazơ. Nhớ cho thầy, đó là muối thì có thể là muối của axit vô cơ, muối của axit hữu cơ, axit cũng thế, axit có thể là axit vô cơ hoặc axit hữu cơ và bazơ. Đấy, và chỉ ba loại hợp chất này thì mới là chất điện ly. Được chưa? Cái thứ hai là phải phân loại được chất điện ly. Phân loại được chất điện ly dựa vào cái quá trình phân ly của nó thì chất điện ly được chia thành hai loại. Đó là chất điện ly mạnh và chất điện ly yếu. Thì chất điện ly mạnh thì là những chất mà khi hòa tan vào nước thì nó phân ly hoàn toàn ra ion, tức là hòa tan bao nhiêu phân tử thì nó phân ly hoàn toàn bấy nhiêu phân tử ra ion. Thì các chất điện ly mạnh ta hay gặp bao gồm các axit mạnh như là HCl, axit clohydric đấy, axit nitric, axit sumeric. Đấy, vân. Các axit mạnh này, các bazơ tan. Ta hay gặp mấy cái bazơ như là natri hydroxit, kali hydroxit, rồi bari hydroxit, canxi hydroxit, vân vân. Và các muối. Còn chất điện ly yếu thì ngược lại. Chất điện ly yếu thì ngược lại. Chất điện ly yếu thì nó phân ly không hoàn toàn ra ion. Tức là nó nhiều phân tử nó cũng tan, nhiều phân tử nó cũng tan vào nước nhưng nó không phân ly ra ion. Và nó vẫn nằm trong nước đấy. Thì người ta gọi là chất điện ly yếu. Thì hay gặp nhất đó là các axit yếu. Các axit yếu như là HF, axit fluorohydric, HClO, axit hypochlorua, chlorơ. Rồi H2S, H2SO3. Rồi các axit hữu cơ như là CH3, COH, HCl, vân vân. Và một cái nữa các em cần nắm lại cho thầy, đó là cái phương trình nhận ly. Ví dụ như cái bài 2 này này, thì cái phương trình nhận ly thì có một cái chú ý, đó là chất điện ly mạnh thì người ta dùng một mũi tên một chiều từ chất điện ly sang các ion, còn chất điện ly yếu thì ta dùng hai mũi tên ngược chiều nhau, mũi thì nó phân ly không hoàn toàn. Được chưa các em? Đấy, như vậy trong cái bài tập về nhà, bài tập về nhà thì các em làm hết các bài tập trong sách giáo khoa, làm hết các bài tập trong sách giáo khoa vào với bài tập của cái bài chuyển điện ly đấy, bài đầu tiên của lớp 11 chương 1 đấy, làm hết các bài tập trong sách giáo khoa nha. Và những bạn theo khối A, khối B, khối D07 vân vân, những khối mà có hóa đấy thì các em phải làm thêm bài tập trong sách bài tập, làm thêm bài tập trong sách bài tập. Còn tất cả các bạn chung thì làm đều làm bài tập trong sách giáo khoa, làm hết bài tập sách giáo khoa. Còn những bạn học khối thì phải làm thêm bài tập trong sách bài tập nữa, cái phần chuyển điện ly. Được chưa các em? Đấy, như vậy trong thời gian ngắn thầy đã giới thiệu cho các em hai tiết, trong đó tiết 1 là ôn tập lại chương trình lớp 10 và tiết 2 là thầy giới thiệu các em cái bài đầu tiên của chương trình lớp 11, nó đang còn đơn giản, đúng không? Và thầy xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh đã theo dõi. Kính chúc các thầy cô dồi dào sức khỏe, chúc các em học sinh có một năm học đạt kết quả cao nhất. Tạm biệt các em.